Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ để thông tin được lan tỏa tới tất cả mọi người. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Tỉnh Hưng Yên đầu tư gần 100 tỷ đồng cải tạo nâng cấp 3 tuyến đường tại huyện Ân Thi. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, kỳ họp thứ 22, quyết định phê duyệt điều chỉnh, chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH65, huyện Ân Thi, đoạn từ Nghĩa Trang, Liệt Sĩ, xã Cẩm Ninh đến thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, với nội dung như sau. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh hơn 25 tỷ đồng, ngân sách huyện Ân Thi đầu tư phần còn lại. Thứ hai, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH65, huyện Ân Thi, đoạn từ giao DT386 với DT376 mới, với nội dung như sau. Điều chỉnh dự kiến tổng mức đầu tư trên 25 tỷ 600 triệu đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh 17 tỷ 500 triệu đồng, ngân sách huyện Ân Thi, đầu tư phần còn lại. Thứ ba, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường DH60 huyện Ân Thi, đoạn từ km 0+500 đến km 3+500 với nội dung sau. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến gần 33 tỷ đồng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó ngân sách tỉnh hơn 22 tỷ đồng, ngân sách huyện Ân Thi đầu tư phần còn lại. Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, đoạn đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên khởi công từ tháng 8 năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2025 với tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng khoảng 33 km trên nền đường cũ và được chia thành hai đoạn để thi công. Trong đó, đoạn 1 dài 14,5 km từ vòng xuyến huyện Văn Giang đến vòng xuyến Yên Mỹ. Các hạng mục như vạch kẻ đường, biển báo, đèn chiếu sáng và tín hiệu đã hoàn thiện. Tuyến đường chạy xuyên qua vựa cây cảnh, vùng trồng rau xanh thuộc các huyện Văn Giang và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường liên tỉnh cũng đi qua nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Khoái Châu, Yên Mỹ 2, phố Nối B. Ngoài ra còn kết nối trực tiếp với vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hiện đang xây dựng. Các phương tiện đã có thể lưu thông theo hướng Hà Nội Văn Giang, Yên Mỹ. Ở chiều ngược lại, đường vẫn đang chắn bằng các ổ bê tông. Đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên có lắp đặt giải phân cách cứng bằng bê tông, được trồng thêm cây xanh giúp phân định rõ ràng giữa đường chính và đường gom. Đường liên tỉnh được thiết kế với 6 làn xe mỗi bên 3 làn, trong đó điểm nhấn là cầu vượt trên quốc lộ 39 với 8 làn xe. Cầu vượt này thành nút giao nối trực tiếp giữa tuyến đường liên tỉnh với tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Cầu vượt có hai lối lên xuống. Điểm cuối giai đoạn 1 là ở vòng xuyến Yên Mỹ Hưng Yên. Từ đây, các phương tiện có thể đi vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, một hướng khác về Hưng Yên và Thái Bình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam trị giá hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều ngày 6 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuyến đường sắt tốc độ cao bắt đầu tại thành phố Hà Nội ga Ngọc Hồi và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh ga Thủ Thiêm, đi qua địa phận 20 tỉnh thành phố, chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Về quy mô đầu tư, xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục, vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Đường sắt chạy trên ray, đoàn tàu khách sử dụng công nghệ đoàn tàu động lực phân tán, tàu hàng sử dụng động lực tập trung, thông tin tín hiệu tương đương hệ thống đang sử dụng tại các quốc gia vận hành khai thác đường sắt tốc độ cao trên thế giới. Đề xuất lựa chọn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo tàu, tốc độ thiết kế 350 km/h, sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 10.827 ha, số dân tái định cư khoảng 120.836 người. Chính phủ đề xuất hình thức đầu tư dự án là đầu tư công, việc phân chia dự án thành phần được thực hiện khi phê duyệt dự án đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ 730.584 tỷ đồng, khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Thẩm tra nội dung này,
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, dự án phù hợp các tiêu chí dự án quan trọng quốc gia và cơ bản đáp ứng yêu cầu về hồ sơ theo quy định luật đầu tư công. Về phạm vi quy mô đầu tư và phương án thiết kế sơ bộ, có ý kiến đề nghị bổ sung, thuyết minh các phương án so sánh để làm rõ cơ sở lựa chọn hướng tuyến của dự án theo đề xuất của Chính phủ, đồng thời làm rõ hướng tuyến theo nguyên tắc thẳng nhất có thể, nhất là đoạn đi qua tỉnh Nam Định để đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, các ga hành khách tại một số địa phương được bố trí cơ bản không nằm trong các vị trí trung tâm đô thị. Trong khi để đảm bảo tối đa hiệu quả cho dự án, các vị trí ga phải được bố trí thuận lợi, thu hút được nhiều hành khách nhất. Do đó, đề nghị làm rõ việc lựa chọn các vị trí ga của dự án, đồng thời đề nghị làm rõ hơn phương án kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao với mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông khác, kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong khu vực và quốc tế. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ về nguồn vốn thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư cho dự án đặc biệt lớn, kể cả về chi phí xây dựng và chi phí vận hành, khai thác. Do đó, để đảm bảo khả thi, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, cần đánh giá kỹ lưỡng hơn, đặt trong điều kiện đất nước đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cấp thiết, cấp bách trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng để có thể có giải pháp kiểm soát rủi ro. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thống nhất cần có những chính sách vượt trội đặc biệt để thực hiện dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo khả thi, tăng tính thuyết phục, đề nghị Chính phủ ra soát lại 19 chính sách thuyết minh cụ thể hơn, đánh giá tác động kỹ lưỡng, chỉ đưa vào những chính sách thực sự cần thiết, tác động tiêu cực ít, đảm bảo được cơ chế phân công, phối hợp kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan, đơn vị, cơ chế kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực. Dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh là dự án kết nối vùng mang đến đột phá về hạ tầng cũng như phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế đặc thù khiến việc bố trí vốn không dễ, cần sớm được tháo gỡ. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chính phủ vừa giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì phối hợp với các địa phương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù kịp thời trình Quốc hội vào kỳ họp chuyên đề cuối năm 2024. Với vai trò là cơ quan đầu mối, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương phối hợp với 4 tỉnh còn lại tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể và các dự án thành phần để trình Hội đồng thẩm định nhà nước. Dù dự án được đầu tư theo phương thức PPP hợp đồng BOT, nhưng để đảm bảo khả thi, nhà nước sẽ tham gia vốn ở một số tỷ lệ nhất định. Trong dự thảo nghiên cứu tiền khả thi, các dự án đề xuất phương án nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm 55,4%, tương đương 75.667 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 42.053 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 33.614 tỷ đồng, vốn BOT chiếm 44,6%, tương đương 60.926 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 sẽ cần khoảng 16.035 tỷ đồng, trong đó dự kiến ngân sách trung ương khoảng 7.469 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 8.566 tỷ đồng, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 59.632 tỷ đồng, dự kiến ngân sách trung ương khoảng 34.584 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 25.048 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8.071 tỷ đồng. Hiện dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó khó khăn nhất là việc cân đối nguồn vốn ngân sách của các địa phương. Do đó, thời gian tới rất cần có những cú hích về cơ chế để tháo gỡ vướng mắc triển khai dự án. Rút kinh nghiệm từ dự án vành đai 4 Hà Nội, nếu thực hiện dự án thành phần quá lớn sẽ rất khó trong thi công lẫn khai thác. Tại cuộc họp mới đây, các địa phương đã đề xuất hai phương án. Thứ nhất là chia đoạn qua Long An thành hai dự án thành phần. Đoạn 1 từ kênh Thầy Cai thuộc ranh huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh và huyện Đức Hòa Long An đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đoạn 2 từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến điểm cuối kết nối với trục Bắc Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Việc chia thành hai dự án sẽ có tính khả thi hơn trong việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP và bố trí ngân sách địa phương. Phương án thứ hai là cắt bớt một phần dự án thành phần tỉnh Long An cho thành phố Hồ Chí Minh. Phương án này sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh chủ động trong việc bố trí ngân sách để thực hiện dự án, chia bớt khó khăn cho Long An.
Ủng hộ phương án chia bớt cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nói, thành phố Hồ Chí Minh có thể lựa chọn đoạn tuyến để thực hiện, phần còn lại tỉnh Long An sẽ đảm nhận. Tuy nhiên, theo ông Lâm, việc này cần được đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ, đảm bảo khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ, cũng như thuận lợi khi khai thác sau này. Điều này cũng sẽ giúp dự án đi qua địa bàn tỉnh Long An thêm phần khả thi, triển khai song hành cùng với các tỉnh khác.